Chào mừng quý chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông. Thì hôm nay mình tiếp tục cung cấp từ và câu thực dụng cho các bạn. Thí dụ như là chẩu ngọt. Chẩu ngọt là xấu xa hay là ghê tởm. Chẩu ngọt. Chẩu ngọt. Xấu xa hay là ghê tởm. Người xấu xa hay là kẻ xấu xa thì chúng ta nói là chẩu ngọt kè dành. Chẩu ngọt kè dành, dành là người, kè là của, chẩu ngọt là xấu xa. Chẩu ngọt kè dành có nghĩa là người xấu xa. Chúng ta muốn nói bạn là một người xấu xa thì nói như thế này: Lị hay ít co chẩu ngọt kè dành. Lị hay ít co chẩu ngọt kè dành thì lị là bạn. Hay là dách co chẩu ngọt kè dành là một người xấu xa. Cùng nhau đọc lại: Lị hay dách co chẩu ngọt kè dành. Lị hay dách co chẩu ngọt kè dành. Bạn là một người xấu xa. Rồi bây giờ, người kém tính cách đó thì tiếng Quảng Đông sẽ là xinh ca chá kè dành. Sinh ca là tính cách, chá là kém, dành là người. Cùng nhau đọc lại: sinh ca chá kè dành. Sinh ca chá kè dành là người kém tính cách. Còn người tốt tính á thì người ta gọi là sinh ca hữu kè dành. Sinh ca hữu kè dành thì sinh ca là tính cách, hữu là tốt, kè là của, dành là người. Cùng nhau đọc lại: Sinh ca hữu kè dành. Sinh ca hữu kè dành, người tốt tính. Bây giờ kinh tủ có nghĩa là thấy được. Kinh tủ là thấy được. Kinh là thấy. Kinh tủ là thấy được. Tôi thấy được thì sẽ là ngọ kinh tủ. Ngọ là tôi, kinh tủ là thấy được. Cùng nhau đọc lại: ngọ kinh tủ. Ngọ kinh tủ, tôi thấy được. Dành là người hay là nhân. Dành là người hay là nhân. Dậu là có. Dậu là có. Bây giờ xình cúng là thành công. Xình cúng là thành công. Thế thì thất bại sẽ là sách bài. Sách bài là thất bại. Xình cúng sách bài. Xình cúng sách bài có nghĩa là thành công, thất bại. Xình cúng là thành công, sách bài là thất bại. Thì nói tới thành công và thất bại đó, xình cúng sách bài là mình nhớ tới cái bài hát Bến Thượng Hải ha các bạn. Bạn nào mà thích đó, thì trở về Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông số 81. Hay là các bạn đi vào cái danh sách phát, lựa cái tựa đề là các bài hát tiếng Quảng Đông thì các bạn sẽ có ha. Tiếp tục, xình chầu. Xình chầu có nghĩa là thành tựu. Cùng nhau đọc lại: xình chầu. Xình chầu là thành tựu. Rồi bây giờ thủ diêm. Thủ diêm có nghĩa là đáng ghét hay là thấy ghét hay là không thích. Thủ diêm. Thủ diêm, mình thí dụ bạn đáng ghét quá đi thì chúng ta nói là lị hữu thủ diêm à. Lị hữu thủ diêm à, thì lị là bạn, thủ diêm là đáng ghét, hữu thủ diêm là rất đáng ghét hay là đáng ghét quá. Cùng nhau đọc lại trọn câu: Lị hữu thủ diêm à. Lị hữu thủ diêm à, bạn đáng ghét quá đi. Rồi bây giờ tu kỳ. Tu kỳ có nghĩa là đố kỵ hay là ghen ghét. Đố kỵ hay là ghen ghét. Cùng nhau đọc lại: tu kỳ. Tu kỳ thì ai cũng có một cái lòng đố kỵ phải không nào? Thì lòng đố kỵ đó là tu kỳ sấm. Cùng nhau đọc lại: tu kỳ sấm. Tu kỳ sấm là
lòng đố kỵ hay là lòng gan ghét. Bởi vì sấm là tấm lòng. Cùng nhau đọc lại: tu kỵ sấm, lòng đố kỵ hay là lòng gan ghét. Rồi tiếp tục, nói xấu người khác. Cõn túng quả sẽ là cõn dành hoài quả. Cõn dành hoài quả, cõn dành hoài quả có nghĩa là nói xấu người khác. Cùng nhau đọc lại: cõn dành hoài quả có nghĩa là nói xấu người khác. Cỏ dìn có nghĩa là quả nhiên. Cỏ dìn có nghĩa là quả nhiên. Miệng con người. Miệng của con người á thì chúng ta nói là dành ke bả hậu. Dành ke bả hậu. Dành ke bả hậu có nghĩa là miệng của con người. Rồi bây giờ, thật cay độc quá hay là thật là rất cay độc thì sẽ là chánh hầy hữu tục. Chánh hầy hữu tục, tục có nghĩa là độc, hữu tục có nghĩa là rất độc. Chánh hầy hữu tục có nghĩa là thật là cay độc quá hay là thật là rất cay độc. Chánh hầy hữu tục, chánh hầy hữu tục. Rồi bây giờ quả nhiên miệng con người thật cay độc quá thì chúng ta nói là có gì dành ke bả hậu, chánh hài hữu tục. Có gì dành ke bả hậu, chánh hài hữu tục thì có gì là quả nhiên. Dành ke bả hậu có nghĩa là cái miệng của con người. Chánh hài hữu tục là thật là cay độc quá. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu: có gì dành ke bả hậu, chánh hài hữu tục. Có gì dành ke bả hậu, chánh hài hữu tục. Quả nhiên miệng của con người thật là cay độc quá. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói phải làm cho tốt thì nói như thế nào? Phải làm cho tốt nói như thế này: diêu trù hữu tý. Diêu trù hữu tý, diêu là phải, trù là làm, hữu là tốt, tý là một chút xíu. Diêu trù hữu tý có nghĩa là phải làm cho tốt. Diêu trù hữu tý, phải làm cho tốt. Rồi chúng ta muốn nói bạn phải làm cho tốt thì chúng ta chỉ cần thế cái chủ ngữ là bạn vào phía trước cụm từ diêu trù hữu tý là ok. Cùng nhau đọc lại: lỵ diêu trù hữu tý. Lỵ diêu trù hữu tý có nghĩa là bạn phải làm cho tốt. Thí dụ như chúng ta muốn nói tôi phải làm cho tốt thì chủ ngữ lỵ sẽ trở thành ngọ là tôi. Cùng nhau đọc: ngọ diêu trù hữu tý. Ngọ diêu trù hữu tý có nghĩa là tôi phải làm cho tốt. Rồi bây giờ làm cho tốt chút đi. Làm cho tốt chút đi. Trù hữu tý lá. Trù hữu tý lá. Trù hữu tý lá có nghĩa là làm cho tốt chút đi. Bạn làm cho tốt chút đi thì sẽ là lỵ trù hữu tý lá. Lỵ trù hữu tý lá, bạn làm cho tốt chút đi. Hay là các bạn làm cho tốt chút đi thì chúng ta thay thế vô lỵ sẽ trở thành lỵ tỳ. Chúng ta cùng nhau đọc nè: lỵ tỳ trù hữu tý lá. Lỵ tỳ trù hữu tý lá, các bạn làm cho tốt chút đi. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói làm mỗi việc gì thì phải làm cho tốt. Làm mỗi việc gì thì phải làm cho tốt. Chúng ta nói như thế này: trù muội dắt dần dẹ, trầu diêu trù hữu tý. Trù muội dắt dần dẹ, trầu diêu trù hữu tý. Trù muội dắt dần dẹ có nghĩa là làm mỗi việc gì. Trù muội dắt dần dẹ. Muội có nghĩa là mỗi, trù là làm, dắt dần dẹ có nghĩa là việc gì đó. Trù muội dắt dần dẹ có nghĩa là làm mỗi việc gì. Trầu có nghĩa là thì. Diêu trù hữu tý. Diêu trù hữu tý có nghĩa là phải làm cho tốt. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu: trù muội dắt dần dẹ, trầu diêu trù hữu tý. Trù muội dắt
Dờn dẹ, chào dư chồ hủ tí, có nghĩa là làm mỗi việc gì thì phải làm cho tốt.